Nhiều người nói mình là một nhân viên giỏi. Và tất nhiên, mình còn là một bà nội trợ đảm đang nữa. Có vẻ như là mọi thứ với mình thật hoàn hảo, chẳng có gì khiến cho mình phải phàn nàn cả. Nếu như vậy thì các bạn đã nhầm rồi đấy. Có một việc khiến cho mình rất đau đầu, đó là bộ chăn ga gối đệm này. Các bạn nhìn xem, trông nó thật cũ kỹ và chẳng đẹp mắt chút nào cả. Cho dù mình đã thay rất nhiều loại chăn ga khác nhưng vẫn không thể tìm được sản phẩm nào hoàn hảo cả. Đừng bỏ cuộc, hãy sử dụng sản phẩm của Hoàng Hải Forever, đảm bảo bạn sẽ hài lòng. Là sản phẩm được nhiều người lựa chọn, song sản phẩm được làm từ 100% chất liệu cốt tông của Hoàng Hải đã và đang tiếp tục trở thành sản phẩm chăn ga gối đệm hấp dẫn nhất trên thị trường. Lý do vì sao sản phẩm Hoàng Hải Forever chiếm được lòng tin của nhiều người tiêu dùng đến vậy? Câu trả lời nằm ở chính chất liệu bền đẹp, thiết kế độc đáo, ấn tượng và hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, đó còn là những sản phẩm thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng. Và đặc biệt với những ai muốn tạo cho không gian ngủ của mình có phong cách riêng, Hoàng Hải Forever chính là lựa chọn số 1. Chất liệu cốt tông thoáng mát, những họa tiết hoa văn độc đáo, những đường trần tinh tế, đó chính là sản phẩm của Hoàng Hải Forever. Hãy đặt mua ngay bộ sản phẩm dòng chất liệu cốt tông này. Cuối cùng thì mình đã hết đau đầu bởi vì mình đã tìm được một bộ chăn ga gối đệm cực kỳ hoàn hảo. Nếu như bạn muốn tìm một chiếc gối vừa đẹp vừa êm thì chiếc gối này sẽ là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Đi kèm với nó là chiếc chăn ấm áp về mùa đông và thoáng mát về mùa hè này. Và điều mình thích nhất đó chính là sự độc đáo của bộ sản phẩm này, rất thời trang và không bao giờ là lỗi mốt. Bạn thường xuyên thấy khó chịu với những chiếc đệm như cô gái này? Đã có đệm bông ép của Hoàng Hải Forever trợ giúp cho bạn một giấc ngủ ngon suốt đêm, đồng thời giúp nâng đỡ cơ thể hoàn hảo, khớp với mọi góc cạnh của cơ thể, giúp cho cổ, lưng, vai và chân. Đệm dùng nguyên liệu bông PE nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, được tinh chế và ép nhiệt trên công nghệ hiện đại của Hàn Quốc, bảo đảm đệm vô trùng, không khí tốt, thoáng và thoát ẩm nhanh. Đặc biệt, đệm có thể giặt được mà không ảnh hưởng đến độ bền của đệm. Do đệm có độ cứng hợp lý nên rất tốt cho hệ tuần hoàn máu và không gây đau lưng. Và bạn cũng hoàn toàn yên tâm về độ thoáng khí của đệm Hoàng Hải Forever. Đệm Hoàng Hải Forever có nhiều size và độ dày cho bạn lựa chọn. Bạn chưa tin đây là một sản phẩm hoàn hảo, vậy thì hãy mua ngay bộ sản phẩm này, chắc chắn bạn sẽ hài lòng như mình vậy.